Nào, tin xin chào tất cả các em cần thủ ra mình cá từ Tổ quốc. Hôm nay tập là một clip gồm một lô cần câu nha mọi người. Thì lô cần câu này lô cần câu chiên về cho anh em câu lua, lua gần, lua lóc, lua nha thiệt. Có những cây mai cho ráp nè, ken cáp, cái ban. Rồi để shop vô cụ thể từng cây cho mọi người xem. Shop bán hàng cho mọi người kiểm tra hàng trước khi anh tổng. Nếu hàng lỏng không cho clip shop lên đó, thì anh em cứ gọi cho shop nhé. Rồi cảm ơn mọi người. Đây là cái thứ nhất mình cảm cảm nhé. Thì cái thứ nhất lên cho mọi người là một cây cần của Daiko. Đây, một dòng Daiko nội địa. Thì cái này bán với giá xem được như là giá thanh lý luôn. Đó, một cây Daiko nội địa Nhật nha. Thì cây độ cứng M, nó dài là 3m3. Nó tải mồi từ 14 đến từ 14 đến 42 g, tải dây từ 10 đến 20 lb. Đó, tải tầm khoảng 42 g là anh em có thể câu câu nhất thiệt rồi. Đó, câu nhất thiệt là thả ra. Bass của nó là bass Fuji. Thì cần nó có bị xám màu cái chỗ này nè, màu của miếng mớp nó bị xám màu một tí, cần xước sát nè. Đó, phen thì ok, đảm bảo với mọi người là phen ok hết nha. Đó, phen xích hết nha mọi người. À, không bể không nứt nha, không bể không nứt, đảm bảo với mọi người luôn, bu zin luôn. Thì cần nó sẽ có định vị. Đó, đây cần nó có định vị nha. Nói chung thì cần nó xây sát nè. Đó, có định vị rõ ràng. Đây, xước sát nha. Đó, cần sao thì shop báo cho mọi người như vậy. Cây này về cho anh em nào câu dạng câu gần, câu lóc cũng được, rất ok. Câu chép cũng được, rất là ngon luôn. Đây, định vị rõ ràng ha. Tất cả fan đều là fan xít hết. Đó, thì cần Daiko nội địa phôi thì bao cắt đây. Đó, đây định vị đây luôn ha, cần xuất sát, cần rút nha mọi người, cần rút. Thì cái này nó nặng 300 g, đọt 2 ly, dài 3m3 và giá công khai, giá cái số 1 giá là 1,4 triệu nha mọi người, 1,4 triệu cộng ship cái số 1. Tiếp theo cái số 2, thì cái số 2 lên cho mọi người là một cây Minecraft thằng Cortex. Thì cây này nó sẽ là một cây cần 3 khúc 4 khúc nha mọi người, 4 khúc. Ok, chiên về cho anh em nào thích đi du lịch nè. Đó, thích sự nhỏ gọn tiện lợi. Đây, cái túi của nó đây. Đó, thì cái này sắp đi câu cũng rất là ok rồi. Đó, túi cứng nha mọi người. Đó, túi zin theo cần luôn. Thì sắp sẽ đọc thông số trước. Thì cái này nó dài là 2m88, đọt 1 ly, đọt của nó là 1 ly 8, nặng 150 g. Thì cái này tải mồi từ 10.5 g đến 30 g. À, tải dây từ 8 đến 14 lb, tầm khoảng 30 g, thì anh em có thể câu nhá thiệt nha mọi người, nhá thiệt thả ra rồi. Thì cái này đây, tổng thể cái này ngoại hình nó mới cầm khoảng 95-96% nha, càng này còn rất là mới luôn. Đó, cây một cây càng fan ship nha mọi người, fan là fan Fuji ship nha. Đó, đây càng còn rất là mới nha. Đó, ôi rất quá này mọi người, càng còn rất là mới luôn. Đó, phen là phen Fuji Zip nhá. Đó, đây phen đề 3 đây, rất là bự nhá. Đề 3 này khoảng 40-30 á, bán tàu bát Fuji. Thì cây Mayagrap thì đa phần sẽ được sản xuất tại China. Đó, hàng xuất cho thị trường Nhật nhá, càng rất là đẹp luôn mọi người. Thông số đây rất là đẹp nha. Rồi giá công khai cây số 2 giá là 2,5 triệu mọi người, 2,5 triệu cây số 2 càng 4 khúc. Tiếp theo cây số 3, thì cây số 3 lên cho mọi người một cây càng Minecraft. Thì cây này thuộc dạng chuyên về cho anh em nào thích câu chép, câu cá chê. Đó, phen của nó là phen nòng súng và độ cứng cái này tầm khoảng ML thôi, là ML. Đó, phen nòng súng, phen xít nha mọi người. Rồi đây, vòi sẵn nha, vòi sẵn. Bass là bass Fuji. Cái này cũng là một cây Minecraft luôn. Đó, dài là 3m, độ cứng là ML. Thì cái này nó bị nổ sơn nè, chốc sơn nè, được cái là phôi phen ok ha, phen nằm xuống phen Fuji. Đó, bù chống sẵn. Thì cái này về cho anh em nào câu chép, câu cá chê, câu hồ dịch vụ. Đó, anh em có thể câu luôn cũng được. Thì cái này nó tải mồi từ
10 đến 30 gram, tải dây PE từ PE 0.6 đến 1.5. Cái ni lông chỗ này còn nè, nhưng mà nó bị ố màu rồi. Đó, chỗ này cũng còn đó. Đó. Thì cái này nặng là 153 gram, đọt 31 ly 6, dài 3 mét. Thì cái này chuyên về câu chép nhé, câu chép, câu cá chê, câu cá chê dịch vụ. Đó, đây, thế tổ công nhé. Anh em lua thì anh em có thể lua màu giả nha mọi người. Đó. Rồi, giá công khai cây số 3, giá là 1 triệu nha mọi người, 1 triệu cây số 3. Tiếp theo cây số 4. Cây số 4 lên cho mọi người là một cây cần của Daiwa. Thì cây này một cây Daiwa, phen của nó là phen Fujitsu nhé. Đó, phen 3 chân. Phen Fujitsu. Phôi của nó là phôi carbon. Bát là bát Daiwa luôn. Thì cây này nó dài sẽ là 3m3 nha mọi người, dài 3m3. Độ cứng của nó là ML, tải mồi từ 5 đến 30g, tải dây từ 6 đến 15lb. Thì cây này được sản xuất tại Taiwan nhé, được sản xuất tại Taiwan. Đây. Thì cần này có xuất sắc nha mọi người, cần có xuất sắc. Đó. Thì bộ phen này chắc sẽ đủ tiền cái cần đây. Đó. Phen rất là xịn nha, phen Fujitsu hết nha mọi người. Đây. Cần thì tổng thể ngoại hình có xây sắc nhiều nha mọi người, tổng thể có xây sắc nhiều. Thì cái này ML thì thích hợp cho anh em là câu gần câu đây, đây có xây sát cái này tí nè, đó xây sát PT nè, là gãy gác thôi. Đó. Câu gần, câu lóc, câu chép, câu cá chê dụ. Càng tổng thể nhìn rất là ok. Đó. Có xây sát vài điểm, được cái là phiên nó rất là xịn. Thì cái này nặng là 224g, đọt 21, dài 3m3. Giá công khai cây số 4, giá 1 triệu luôn nha mọi người, giá 1 triệu cây số 4 luôn. Đó, giá cực kỳ hữu nghị. Tiếp theo cây số 5, cây số 5 lên mọi người là khoảng một cây cần của Daiwa. Phen của nó vẫn là phen Fujitsu nhé, phen Fujitsu. Thì cần này thì tổng thể ngoại hình mới rồi. Đó, mới cái kia một tí. Bát của nó vẫn là bát Daiwa. Đó. Đây. Một cây Daiwa. Đó, một cây đai qua phụng tâm dài 3m nha, dài 3m, độ cứng ML. Thì cái này nó tải mồi từ 5 đến 30g, tải dây từ 8 đến 16lb. Đây, để đọc lại. Thì cái này tải mồi từ 5 đến 30g, tải dây từ 8 đến 16lb, hàng sản xuất tại Taiwan. Một cây đai qua, đó, còn rất là mới. Đây, phen là phen xít nha mọi người, phen xít hết luôn. Đó. Cái này quẳng chiên về cho anh em là lua lóc mà dạng lô màu giả nè, đó câu câu cá chê, câu cá chép, đó dạng câu cảm giác rất là ok, vôi rất là chuẩn nha, cần đây qua, đó. Thì anh em cần cứ báo mình chụp hình cận cảnh đây cho mọi người xem nhé. Thì cái này nặng là 205g, đọt 1 ly 9, dài 3m. Rồi giá ok cây số 5, giá 1 triệu 5 nha mọi người, 1 triệu 5 cộng ship. Tiếp theo cây số 6. Cây số 6 lên mọi người một cây cần của hãng UFM. Đây, một cây của UFM, một cây hàng khá thương hiệu, hàng này của Mỹ nhá. Thương hiệu của Mỹ. Phen của nó là phen Fuji, loại xít nha. Xít nha mọi người. Đó, chân đen. Cán là cán bằng bát tạp bát Fuji tam hoàng. Phôi của nó là phôi carbon. Và cây này nó có xây sát nè. Đó. Nhưng mà được phản ánh của anh em thì cái này nó đánh cá rất là nhạy. Đó, đánh rất là nhạy, độ nảy rất là tốt luôn. Chân phen nó bị oxy quá một tiếng nữa nè. Đó. Buộc trong sẵn, buộc xít nhé. Cần thì tổng thể ngoại hình có xây sát. Nhưng mà được cái là cái phôi của cây này rất là chắc nha mọi người. Đó, phôi chắc khừ luôn á. Thì cái này dài 3m, nó tải mồi từ 7 đến 28g, tải dây từ 8 đến 16lb. Cái này về chuyên về cho anh em câu cá chép, câu cá chép, câu cá chê. Đó, hồi dịch vụ nhé. Anh em câu câu lóc thì anh em có thể lưu màu giả. Đây, test mồi, test cần cho mọi người xem nhé. Đây, nó có thể cong thế này. Đó, rất là phê nha. Thì cái này nặng là 190g, đọt 1 ly 8, dài 3m. Rồi, giá ống cây số 6, giá 1 triệu 3 nha mọi người, 1 triệu 3 cây số 6. Tiếp theo cây số 7. Thì cây số 7 lên cho mọi người một cây cần của Daiko, một cây Daiko nội địa. Phen của nó là phen Fujitsu chân gòn nhé. Đây. Hàng nội địa thì phen rất là chắc rồi. Đây, phen gòn nhá. Nhưng mà phen này nó có bị oxy hóa 1 tí nên nó bị gỗ nè. Đó.
thì cần sao là báo anh em vậy. Bán tập bát Fuji, phôi của nó là phôi carbon đó. Đây đó. Thì đây một cây Taiko hàng nội địa nha mọi người. Thì cái này dài 3 mét, nó tải mồi từ đây, tải mồi từ 10 đến 35 gram. Thì 35 gram thì anh em có thể câu nhắc thì thả ga luôn á. Đây phen, đây phen Fuji Seed chẳng còn nhá, buồn ra đây. Thì phen này là nguyên zin hết nhá, nguyên zin nguyên bộ hết luôn, keo chỉ thì tương đối ok đó. Độ cứng cái này độ cứng M thì anh em có thể câu lóc thả ga rồi. Tải dây từ một số dây 10 đến 20 lb action đã sinh phát đó. Cây này đánh lóc vào vô tư, test độ cứng nha mọi người. Thì cái này nặng là 286 gram, đọt 1 ly 5, đọt 2 ly 5 mọi người, đọt 2 ly 5, dài 3 mét. Rồi giá cũng khai cây số 7, giá 1,6 triệu nha mọi người, 1,6 triệu cây số 7, một cây hàng nội địa giá cũng cực kỳ yêu thương luôn. Tiếp theo cây số 8, thì cây số 8 lên cho mọi người vẫn một cây cần chuyên về lua lóc cầu gền. Thì đây một cây hàng nội địa nha mọi người, hàng Nhật nhé, hàng Japan, đóng chữ Japan đâu đây nè, đó nó đây, cái tên của nó đây, well. Đó. Thì cái này dài sẽ là 2 mét, dài 3 mét nha mọi người, dài 3 mét 24 nhé, dài 3 mét 24, nó tải mồi từ 10 đến 46 45 gram, tải dây từ 8 đến 20 lb, thì tầm khoảng 45 gram thì tính giá thiệt thả ra rồi đó. Phen của nó là phen Fuji Seed nha mọi người, phen Fuji Seed phen 3 chân nhé, đây đó, Seed rất là dày luôn. Cần thì tổng thể của em có xe sát đó, chốc sơn thôi nha mọi người. Đây đó, bát tầm bát Fuji nè, cái chỗ này nó để cầm nè. Cần thì có xe sát nhá, nhưng mà được cái là phôi của nó địa thì rất là chắc này. Đây đó, phèn đời 3 nhá, phèn 3 chân hết nha mọi người, buồn ở đây, buồn màu chè buộc xít ha, keo chỉ thì ok đó, không lỗi, chỉ có ngoại hình có xây xác thôi. Đó. Cái này tương đối cứng và độ nảy tốt nha. Thì cái này nặng là 330 gram, đọt 2 ly 1, dài 3 mét 28, tải mồi từ 10 đến 48 gram, tải dây từ 8 đến 20 lb, giá công khai cây số 8, giá 1,6 triệu nha mọi người, 1,6 triệu cây số 8, giá cực kỳ yêu thương luôn. Qua đây đó. Qua đây cần này là cần. Tiếp theo là cây số 9. Thì cây số 9 lên mọi người là một cây cần của thương hiệu Ban. Thì cây số 9 là một cây hàng Ban, hàng nội địa. Cây này còn full túi luôn nha mọi người. Phen của nó là phen Fuji Seed nè. Đó, Seed bóng nha. Phôi là phôi carbon, bát của nó là bát Fuji. Thì cái này dài là 2m58 nha mọi người, dài 2m58. Hàng Ban, nội địa. Đó, cái cỏ nhá, phen nó đây, phen ok hết nha mọi người. Đây. Cần này thì có xây xác nha mọi người, cần này có xây xác buôn nguyên zin luôn. Đó. Thì cần tổng thể có xây xác nhưng mà phôi thì ok, nó không lỗi nha. Để kiếm cái điểm xác xây xác xây xước linh tinh đi ti nè, đây nó đây, nó đây nữa nè, đó thấy không. Nói chung thì bán mấy cái này thì cố gắng kiếm chỗ xây xác so cho anh em xem. Đó. Đây cũng vậy, có xây xác xước xác đi ti nhé. Thì cái này nặng là 155 gram, đọc 1 ly 8, dài là 2m58. Thì cái này tải mồi từ 7 đến 21 gram, tải dây từ 8 đến 16 lb. Độ cứng cái này thì nó tương đương với L nha mọi người, độ cứng ăn L. Chuyên về cho anh em câu cá chẽm nè, câu câu cá chép, câu cá chê đó. Dạ anh em câu cảm giác thôi, không thôi anh em có thể lua cá sắt, lua cá sắt mà đánh đánh lóc á, đánh cá lóc á cũng rất là ok đó. Thì cái số 9 giá công khai là 1,2 triệu mọi người, giá cực kỳ yêu thương luôn đó. Tiếp theo cây số 10, cây số 10 lên cho mọi người là một cây cần của hãng Ban. Thì cây này vẫn còn tuổi nha, một cây hãng Ban còn tuổi. Thì cây này vẫn là chiều dài là
2m58. 2m58 và cái này chuyên về cho anh em màu cao lốc đó, hàng bạo lực cao lốc. Fan của nó là fan Fuji Zip 3 chân đó. Spoil của nó là spoil carbon nè. Đó, carbon sáng quăng nha. Bát là bát Fuji tem vàng. Càng rất là đẹp luôn. Thì cây này dài 2m58, đọt của nó là 2 ly, nặng là 245g. Và cành này nó tải mô từ 7 đến 35g. Thì 35g thì anh em có thể câu nhái thiệt vô tư rồi, câu nhái thiệt đánh lóc vô tư. Tải dây từ 7 đến 16 lb. Đó. Khải cũng khá là cao. Rồi đây này, vội sẵn nha mọi người. Cái ba nội địa Nhật. Cây này độ nảy tốt và rất là chắc. Thì cây này có xây sát cho này, nó có dạng như cho quá trình vận chuyển nó cạo nhanh à, xước sát đây. Cái này chốc lớp sân bóng thôi nha mọi người. Đó, tất cả còn lại ok hết. Đó, cần thì rất là mới. Rồi, giá công khai cây số 10, giá là 2.3 triệu nha mọi người, 2.3 triệu cây số 10. Tiếp theo cây số 11. Cái 11 lên cho mọi người khoảng một cây cần của thương hiệu Ban. Thì cây một cây cần Ban, phiên của nó vẫn là phiên Fuji Zip, phiên 3 chân nhé, rất là bóng luôn. Thì cây này chuyên về cho anh em nào câu gần, câu lóc. Bát của nó là bát Fuji tem vàng, phiên là phiên Fuji Zip nè. Đây, một cái ban nó để Nhật nha mọi người. Hàng khá là xịn sò. Đây, phiên đề ba rất là xịn nha. Phiên xít. Giá là ok, ngoại hình còn tổng thể rất là mới nha mọi người. À, cái này mới ra tầm khoảng 90-95% nhé. Thì cái này nặng là 255g, đọt dài là 3m18, đọt 2.4 ly. Thì cái này tải mồi từ 10 đến 35g, đánh giá thiệt cũng ok rồi. Tải dây từ 10 đến 20 lb, giá công khai cây số 10, giá 2.6 triệu mọi người, 2.6 triệu cây số 10. Cây này cây số 11. Cây số 11 lên cho mọi người là một cây cần của Majorgrab. Thì cây này một cây Majorgrab, phen của nó là phen titan nhé, Majorgrab Satis. Phen là phen titan. Đây, đó. Phen này phen titan nha mọi người. Cây này về anh em câu lốc nè, câu chẽm, câu gần, câu cá chép, câu cá chê rất là ok luôn. Đó, đọt nó đây. Đọt nó khá là nhạy cá nha, đọt tương đối nhỏ nhưng mà giữ cá và bắt cá rất êm nha mọi người, rất là phê nha. Đây, test cho mọi người luôn. Đó. Và cây này sổ bộ phen là phen titan, nó làm giảm trọng lượng cây cần lại, nhưng mà phôi này phôi carbon sẵn nha. Bát của nó là phát Fuxi nè, Satis. Thì cây này dài là 3m18 mọi người, dài 3m18. Tải dây từ 10, tải dây từ 7 đến 30g, tải lua từ 7 đến 30g, tải dây từ 8 đến 20 lb. Đó. Càng carbon sẵn nha, rất là đẹp. Xem đề ba đây. Đó. Ok mọi người. Sẵn gần gút nha. Bu nó đây, bu titan nha mọi người, có khắc chữ T nè. Thì tổng thể căn này còn rất là ok, ngoại hình ra tầm khoảng 90% năng lên. Đó. Thì cái này nặng là 210g, đọt 1 ly 7, dài 3m15, dài 3m18. Giá công khai cây số 12, giá là 2.5 triệu nhé, 2.5 triệu cây số 12. Tiếp theo cây số 13. 13 lên cho người vẫn một cây cần của Majorgrab. Thì cây này vẫn số bộ phiên là bộ phiên nòng súng nè,
Fan Titan. Cái này chuẩn về cầu lốc nhé. Foil là foil carbon sẵn hai da nè. Đó, fan là fan chuẩn Titan luôn. Pupsi. Và nó khắc bên đây là Titan, Titanium. Đây. Đó. Đây, fan đây này. Foil này, foil chuẩn nhá. Chuẩn sẵn gần guốc. Bát của nó là bát Pupsi. Đó. Đây là một cây Major Rap nha mọi người, Major Rap. Thì cây này nó dài là 3 m, dài 3 m, tải dây tải mồi từ 15 đến 50 g, tải dây từ BE số 1 đến BE số 2 nhé. Cây này chuyên về cho anh em nào câu BE. Thì anh em đừng có nói phen nhỏ ga dây không xa, thì anh em cứ đánh đúng thông số, đúng thông số cần thì ga dây tới đâu luôn á, rất là khỏe nhé. Đây phen Titan nhé. Cần nó phen nhỏ thế này nhưng dây nó cần thêm em đóng cá nó sẽ ôm vô cây cần rất là phê. Titan khớp nối này những dạng carbon sẵn nè, hai da nhá, rất là đẹp. Cần thì không có gì phải chê rồi đó, chỉ có phen nó hơi nhỏ và nó hơi ôm vô cây cần một tí thôi đó, thì cần sao thì shop cho báo anh em vậy luôn đó, cho gõ gàng. Cây này về anh em câu lóc, câu chê dịch vụ, câu cá chép rất là ok ha, câu gần. Thì cái này nặng là 220 g, bọc của nó là 1 ly 9, dài 3 m, tải mồi từ 15 đến 50 g, tải dây từ 1 đến bê số 2, giá cũng khai cây số 13, giá là 2,6 triệu nhé, 2,6 triệu cây số 13. Tiếp theo cây số 14, 14 lên cho mọi người một cây cần của Gamakatsu. Đây một cây Gamakatsu, Gamakatsu phôi này, phôi gamma thì khỏi bàn nha mọi người, phôi rất là chắc luôn. Bát của nó là bát Pusi tem vàng, phen là phen Pusi Z nhá, phen Pusi Z. Thì cái này dài là 3 m 3, cần 3 khúc, cần của Gamakatsu. Thì cái này tải mồi từ 15 đến 35 g, tải dây từ 6 đến 14 lb. Cái này vẫn chuyên về cho anh em là câu chép nhiều hơn, câu chép, câu cá chê, câu lóc thì anh em có thể câu mồi giả nhé. Đó, vì cái này nó phôi nó tương đối dịu chứ không phải là phôi cứng nên giữ cá cũng rất là ok. Bu là bu chống sẵn nha, fan xít phôi carbon sẵn hai da. Đó, rất là đẹp, càng Gamakatsu. Đây, đèn nó đây rất là xịn nhá. Thì cái này nặng là 190 g, đọt 1 ly 9, rồi giá cũng khai cây số 14, giá 1,5 triệu mọi người, 1,5 triệu cây số 14. Tiếp theo cây số 15, cây số 15 lên cho mọi người là một cây cần săn hàng, một cây cần Saru, một cây thương hiệu nội địa Nhật nhá. Đó, thì cái này chuẩn về cho anh em săn hàng luôn, vì nó tải mát tới 120 g nè, 120 g thì anh em có thể câu gần săn hàng. Phen của nó là phen Fuji nha mọi người, phen Fuji phen ship nhá. Đây nhìn từ xa đây, phen đây, đây phen nó rất là ngầu. Cây một cây Saru 3 m nha mọi người, càng này 3 m nhá. Bát là bát Fuji tam quan, cành thì tổng thể còn khoảng 90%, càng rất là đẹp luôn. Đó, cây này còn túi zin đi theo càng. Cách nói đây, đây mọi người. Đó, và nó đây. Cây này nếu anh em câu ngâm thì vẫn có thể câu ngâm được vì nó rất là cứng. Thì cây này dài 3 m, nó tải mồi từ 50 đến 120 g, tải dây từ 20 đến 30 lb. Đó, phôi nó cực kỳ dày luôn. Hiện đây, bu bu của nó thì cái lỗ bu này gơ tầm khoảng 4 ly nha mọi người, bu rất là bự, bu nó gơ tầm khoảng 40 luôn á. Đây, bu nó rất là bự nên thoát dây nó rất là ok luôn. Phen nữa đây, tất cả phen đều rất là to, càng tương đó đẹp nha mọi người. Cây này anh em nào có lốc gừng, có lốc gừng thì đánh thả ga luôn, đánh là dạng vô tư luôn. Đây sếp nhắn mà nó chưa cong nè. Thì cái này nặng, cái này dài 3 m, nặng 400 g,
đọt là 3.4 nha mọi người, đọt 3.4. Thì cái này tải mồi từ 50 đến 120 gram, tải dây từ 20 đến 30 lb, giá công khai cây số 15 3 triệu nha mọi người. Đó, giá công khai cây số 15 là 3 triệu. Tiếp theo cây số 16. Thì cây số 16 lên cho mọi người một cây ken nha mọi người, một cây ken Ocean luôn. Thì cái này nó còn túi nè, còn túi, còn hộp luôn. Và shop sẽ đọc cho mọi người thông số trước. Thì cái này dài là 3m04 nha mọi người, 3m04, nặng là 330g, 2 khúc, đọt của nó là 2.5 ly. Thì cái này cũng dạng đánh bạo lực này, nó tải mồi từ 18 đến 100g nha mọi người, từ 18 đến 100g, tải dây từ 12 đến 40 lb. Đó. Thành phần carbon của nó là 95%. Đó, một cái ken, còn túi còn hộp luôn. Thì cây số 16 đây, cây số 16 đây mọi người. Đó. Tổng thể cần thì còn rất là mới. Đây, một cái ken, phen là phen full seat gòn nhé. Chân là chân gòn luôn, lõi là lõi cũng seat gòn luôn. Sứ bóng, sứ gòn nha mọi người. Đây, rất là xịn nha. Phôi của nó còn rất là đẹp. Đó, cây này chuyên về nên là câu gần nè, câu lóc gừng, săn hàng. Đó. Ken cắt mấy cây ken này thì rất là nổi tiếng đây. Đó. Thì dòng ken này của Korea sản xuất các mọi người, có Hàn Quốc sản xuất. Đây rất là đẹp ha, ken nó là khỏi mê luôn, mê lì luôn. Keo chỉ thì nguyên zin nhé, phôi nguyên zin hết luôn. Đó, nhìn từ xa đây, cần cũng tương đối cứng. Rồi, nó có cái miếng kim loại này nè, bao chống nổ cần nè, nguyên zin theo cần. Rồi, giá công khai cái số 16, giá 3 triệu mọi người, 3 triệu cái số 16. Tiếp theo cái số 17. 17 lên cho mọi người là một cây cần của Majorac, dòng Cortez. Một dòng cần Cortez của Majorac. Thì đây một cây phen đời trước, đời trước nên phôi của nó là phôi carbon và phen của nó là phen full seat nhé. Những phôi mới bây giờ dòng Cortez này là toàn là phen của Acuna nha mọi người, chứ không phải lứt xứ seat như thế này. Đây một cây xứ seat nhé, full seat, xứ seat. Đây một cây Cortez. Đây. Cây này thì ở Nhật họ đánh là đánh sóc nhít nha mọi người. Thì cái này dài 3m, độ cứng là độ cứng H. Thì độ cứng thắt thì chuyên về câu lóc gừng cho ở Việt Nam này, lóc gừng, câu bạo lực, đánh nhá thiệt. Thì cái này nó tải mồi từ 40 đến 80 gram, tải dây từ 14 đến 30 lb, tải lai của be thì be số 1 đến be 1.5 nha mọi người. Đó, sắp sau mình xem phen của nó là phen full seat nè. Thì đây chân phen chỗ này ố vàng, cái này là do cái keo mọi người, keo nó bị ố vàng thôi, chứ chân phen thì rất là chắc, bảo chắc mọi người luôn. Căng thì tổng thể nó có xuất sắc li ti nè. Đó. Bát tà bát phu si bát mai đầu rắp. Phen phu si nhá, bù bù trong sẵn. Cây này về chỉnh ra cầu lóc nhé. Thì cái này nặng là 294 gram, đọt là 2.8 ly, dài 3m, giá công khai cây số 7, giá là 2.5 triệu mọi người, 2.5 triệu cây số, 2.5 triệu cho cây số 17 nhé, cây số 17 giá 2.5 triệu. Tiếp theo cây số 18 mới quậy một cây cần của hàng Cortez, và cây này sẽ dài một tí, phen vẫn là phen full seat nè. Phôi là phôi carbon, bát là bát pussy. Thì cái này dài là 3m18 nha mọi người, 3m18. Và tổng thể căn này còn rất là mới luôn. Đó. Mới ken xà beng. Tương đối mới nhé. Con xét. Cây này dài là 3m18, độ cứng là độ cứng H. Chỉnh về cho anh em cầu lóc, cầu nhớ thiệt. Và cái này nó tải mồi đây từ 40 đến 80 gram, tải dây từ 14 đến 30 lb, lai từ be số 1 đến be số 3.5.
Fan đề 3 đây, rất ok ha. Một chống sắn xịn sò. Tất cả fan ok hết, không lỗng nha mọi người. Đó. Cần thì bán cho anh em kiểm tra hàng trước nhé. Tất cả ok thì anh em như clip nè, anh em nhận không như thì anh em cứ trả về. Thì cái này nặng là 326g, đọt 3 ly 3, dài là 3m18, giá công khai cây số 18, giá 1,2 triệu 5 luôn nha mọi người, 2 triệu 5 cây số 18. Tiếp theo cây số 19, 19 lên cho người quản quẹt một dòng Cortex. Thì cái này dài là 3m18 nha mọi người, dài 3m18, độ cứng cái này thì mềm hơn một tí, độ cứng là MH nha. Cứng MH. Phen của nó vẫn là phen Pussy Sheet nè. Tổng thể ngoại hình thì có ok. Bát tầm bát Majorat. Bát Pussy. Căng đây. Sóc dít. Dài 3m18. Tải mồi từ 20-60g. Tải dây từ 12-25db. Line từ 10-30g. Bè bay bè lai bè từ bè số 1 bên số 3. Phen của nó ok hết. Đó, phần ship nhé. Đây, như sắp đó đó. Cái này nó bị ổ keo vàng cho keo nha mọi người. Keo nó bị ổ vàng nhé. Keo phen thì ok, rất là chắc, không nhúc nhích nha. Buông trong sẵn. Cần thì tổng thể còn rất là đẹp. Thì cái này nặng là 286g, dài 3m18, đọt 3 ly 2. Rồi, giá công khai cái số 19, giá vẫn là 2 triệu 5 nha người, 2 triệu 5 cái số 19. Tiếp theo cây số 20. 20 lên cho mọi người vẫn có một cây cần của Majorat. Thì cái này đặc biệt hơn một tí thì nó của dòng Yatex gì nè mọi người. Cái dòng này cao cấp hơn thằng kia một tí. Vì phen cái này là phen bóm nha mọi người, phen bóm. Phen Kusisit, chân đen. Phôi là phôi sẵn nè. Phen xít nè. Bát tập bát Majorat, bát Pussy. Carbon sẵn gần quốc nha. Đây, nó đây. Phen ngược nè. Phen Pussy nha mọi người. Nguyên xít. Bù của nó sẽ là bù chống sẵn. Bù chống sẵn. Thì cái này số đây. Thì cái này dài là 3m18, độ cứng của nó là MH, tải mát là 60g, tải dây bia từ bia số 1 đến bia số 3, tải dây lai từ bia từ 12-25 lb. Đó. Nặng là 245g, rất là nhẹ luôn, đọt 2 ly, dài 3m18, giá công khai cây số 20, giá là 2,8 triệu nha mọi người, 2,8 triệu cây số 20. Cây 21, 21 lên cho mọi người vẫn là một cây Majorat, một cây Majorat đời cao, hồi sáng nhất nha. Đây, phen nó đây, phen Pussy, phen xít nha mọi người. Phen này phen chân ca, phen xít. Sáng nhất đây. Bát của nó là bát Pussy. Đó. Hồi đây, hồi sáng gần bút luôn mọi người ơi. Đó. Thì cần có xây sát. Pussy nhá, bộ chống sắn. Đây cần của nó đây, một cây chuyên về cây Evolution. Đó. Thì cây này dài là 2m88 nha mọi người, dài 2m88, độ cứng hắc. Tải mồi từ 40-80g, tải dây từ 1.5 đến bê số 3, tải lai từ bê từ lai 14-30g, từ 14-30 lb nha mọi người. Đó. Phôi phôi sáng ít nha, các bò sáng ít. Thì cái này nặng là 300g, đọt dài 2m88, đọt 3 ly 2, giá công khai cây số 21, giá là 2,7 triệu nha mọi người, 2,7 triệu cây số 21. Tiếp theo cây số cuối cùng, cây số 22. Cây 22 lên cho mọi người vẫn là một cây cần Majorat, nhưng mà cây này mới,
cây này dài 3 mét nha mọi người, dài 3 mét. Phôi phôi đời cao, phôi trắng nhất nè. Phen đây, phen xít nha mọi người, phen xít. Chân phen ok nha mọi người, xịn sò. Đó. Sáng ít nha mọi người, sáng ít. Bát của nó là bát Fuji. Rồi đây. Đó. Rồi không chê đâu được. Rồi rất là đẹp luôn. Phen chân ca nha. Phen cây này thì chuẩn nha mọi người. Đó. Buộc trọng sẵn. Thì cây này dài của nó là dài là 3 mét cho người, dài 3 mét, độ cứng là cứng khách, tải mò từ 40 đến 80 gram, tải dây từ bè số 1.5, bè số 3.5, tải lai từ bè lai từ 14 đến 30 lb, hàng chuẩn về cho anh em con lóc gừng. Đó, cái này còn khá là đẹp, cây độ mới tên tặng 90%, 90-95%. Rồi giá công khai cây số cuối cùng, cây số 22, giá là 2,7 triệu nha mọi người, 2,7 triệu cây số 22. Thì cái này nặng sẽ là 308 gram nha mọi người. Đó. Rồi, đó tổng cộng 22 cần lên cho mọi người hôm nay. Nếu mà ưng cái nào chốt lại shop số điện thoại, shop tự động liên hệ với mọi người nhé. Rồi, cảm ơn mọi người.